quá bụi. Kéo kéo qua đỡ 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 cặp bập bập bên đó. Quá mạnh rồi, anh này quá mạnh rồi. Kéo nổi bánh lái luôn rồi. Đi chạy, lái rồi đi. Ok, xong một phần. Thì bây giờ chuẩn bị đủ cái dàn sexy lên nha các bạn. Cái dàn này là cái dàn đặt nền máy nè ha. Nền máy rồi limo ha. Rồi đặt phần hộp số lô ha. Cái máy đặt chỗ đó đó các bạn. Rồi, lên đây. Yeah. Ok. Lên đi. Lên đi. Hey. Mấy trăm ký à. Trăm ngoài ký nha bạn. Gì? Mấy miếng này không 300-400 ký á. Đây, cái này không cả tấn. Rồi, chỉ là được một bên nha. Được bên tay phải rồi đó các bạn. Giờ còn phía bên tay trái nè. Mình đưa lên luôn. Là xong.
Rồi cuối cùng rồi nha. Coi như thế nào. À, đi quay gì đó cho các bạn coi, nhiều khi các bạn nói mình này nọ. Trời ơi. Đi quay là khó khăn một phần rồi. Giờ đứng thì giờ ngứa chết luôn nè. Rồi ok ra. Quá bụi. Hai bụi lon nữa cho mà. Rồi lên đó, dọn dẹp đồ nghề đi. Rồi chợ Malai là mất mùa luôn. Chân dịch đây nha các bạn, chứ không có cẩu đi nữa, để đây luôn ha. Chỉnh cho nó để ngay ngắn nào mà.
nha. Và clip này đến đây kết thúc nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha.